Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đi làm với con tàu CN2004. Thì tuy nhiên thì mình sẽ không nói nhiều về cái con tàu này, mình sẽ chủ yếu là review cho anh em về cái bộ trang bị vũ khí của con tàu này. Tất cả thì mình sẽ trang bị hết, đó là cái đồ pass VIP của cái tháng 8 anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ trang bị đó là cường kích GHXX, tiêm kích là Project 231, máy bay ném bom là H8, máy bay không người lái đó là con CH4. Thì cái này nó sẽ ở trong cái gói khuyến mãi trị giá là 1 triệu nhà phát triển đã đưa ra anh em nhé. CH4 Wright Brown. Cái con này thì mình thấy là nó chơi khá là sướng anh em ạ. Hầu như nó toàn là tên lửa thôi, sát thương khá cao. Rồi trực thăng mình chơi hẳn CH1 luôn đi, pháo tự động Rapid Fire. Vũ khí phòng không thì mình sẽ chơi cái loại đó là JRNG6 anh em nhé. Phòng không đó là các pool. Đấy, cái vũ khí phòng không JRNG này này thì nó sẽ nằm ở trong cái pack. Đấy, thì anh em sẽ có thể nhận được khi mà anh em cày pack đấy, đúng cái ô của nó anh em nhé. Theo như mình nhớ thì nó nằm ở ô thứ 26 đấy. Đấy, mình nhớ là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi test luôn nguyên cái bộ combo trang bị này anh em nhé. Cái này là nhiều anh em nạp pass VIP thì là có đồ hết rồi, cơ bản là có đồ tàu sân bay hết rồi. Nhưng mà một số anh em thì chắc là chưa có cái con CH4 đâu. Tại vì CH4 nó là cái loại nó nặng gói. Đấy, anh em nạp 1 triệu mới có được cái con CH4 đấy. Thì đây mình nắp vào luôn, kẹp lẫn vào cái đồ pass VIP này luôn. Còn về con tiêm kích nhá, tiêm kích là một loại tiêm kích thế hệ hoàn toàn mới đấy. Cái con này là con đầu tiên mà nó xuất hiện, nó bắn bằng laser. Thông thường thì anh em sẽ nhìn thấy là nó bắn bằng đạn pháo hay là điện tử, nhưng con này bắn bằng laser. Nó cũng chỉ có một cái tên lửa không đuôi không với một cái khẩu pháo dí bằng laser thôi. H8 với lại cái con cường kích ấy thì nó đều là chung cái kiểu sở, cái sở trường của nó là nó bắn đứng spam tên lửa ấy. Chứ nó cũng không có phải là cái loại sấy pháo. Rồi mình sẽ test thử cho anh em xem cái con Project 231 này nhá. Có anh nào thả trực thăng không? Có anh nào thả trực thăng cho em test thử phát nào? Đây rồi. Bắn khá đau anh em. Bắn đau chứ. Rồi, dí này là hỏng rồi. Ôi, tôi chết cha rồi. Ô, sao mình chưa làm gì mà con này, con H8 của mình nó gần chết nhỉ? Ô, đéo thật đấy. Anh em chơi thế là không công bằng. Chưa gì đã dí cho mình con H8 nó gần toang rồi thì chơi cái gì nữa. Đây, này anh em nhìn thấy đây, nó không có pháo nha, tất cả bốn vũ khí của nó là bằng tên lửa hết. Đấy, chỉ thích hợp cho anh em đứng spam thôi. Ngoài ra nó chẳng phù hợp với cái gì cả. Thằng nào vừa bắn vào tàu tao đấy. Mày soi bước ra đây cho bố mày xem mặt. Cô như các ông quê tôi đầy. Nha. Cô như các ông quê tôi đầy. Đây các ông dí tiếp đi. Đây, tầm này các ông dí tiếp đi. 300k máu nữa cơ. Thằng Lider nó bị ngáo sao mà nó đi lên đây của mình. Rồi em tạt té em nút được rồi. Bây giờ đến lúc mà em xử các anh đây. Bây giờ lúc em sẽ xử các anh đây. Chiu chiu. Bây giờ lúc các anh sẽ phải trả giá cho những gì các anh đã gây ra. Nó núp được kìa. À đây rồi. Đây rồi. Có bạn khác. Vắng chăng thì đã có sao. Cái này nó tầm nó hơi ngắn nhỉ, đi vào gần mới khóa được. Vắng chăng thì đã có sao. Úi trời ơi, cho anh quá nhẹ nhàng tình cảm. Ta lại chơi tiếp. Tàu sân bay nó phát này nó oảng rồi. Khẳng định luôn, không thể nào né được. Đây rồi. Thôi thằng này bỏ qua đi. Tại em nhìn thằng kia nó ngon quá, nó quyến rũ quá. Cái gì đây? Một ông ngầm đứng đây thủ à? Thằng này có thằng ngầm đứng đây thủ ta? Ủa nó có chết không ta? Ủa không chết kìa. Hư cấu thế nhỉ. Rồi chúng ta lại mang đồ 1 triệu chúng ta đi chơi vậy. Con này từ nãy giờ mình hơi ít khi sử dụng đến. Đấy rồi, sang đây hỗ trợ anh em luôn. Hỗ trợ anh em ngay. Bạn chạy đi đâu?
Bạn này bạn định chạy đi đâu? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Con không chết kìa. À đâu, cùng nó cũng chết. Ôi. Chết cha, mình quên mình chưa có ngóc đầu lên. Không sao. Bây giờ chúng ta sẽ xử nốt thằng tàu sân bay này. Ok này này. Cho mày bắn. À, xem bây giờ mày có trụ nữa không? Ôi giời ơi. Xe bên là 80 của chúng tôi à. Tôi chết rồi. Ờ, bạn ấy định mang bomber dí mình kìa. Dí làm sao được. Còn thằng ngầm bây giờ mới là khốn nạn anh em ạ. À. Cái trang bị này thì lại không có cái gì chống ngầm. Lúc nãy nái con H8 nó hơi dở anh em ạ. À. Tự dưng lại vừa ăn được nó xong thì chưa gì đã tăng tốc lên trong khi đầu chưa ngóc lên. Cắm bố xuống nước luôn. Thì đôi khi là có chút hơi ngao ngáo. Ở đây tôi trong lúc mà không biết làm cái gì, bây giờ mình sẽ review cho anh em con CH4 Ryan Pau. Đấy. Anh kia bạn chát cái gì đây? Đấy, anh em nhìn thấy cái vũ khí của nó không? Đấy. Có một cái tên lửa này, tên lửa AR1, tên lửa AR2, tên lửa BA7, tên lửa FT9. Nói chung là chả cái nào chống được ngầm cả. Con này nhìn như kiểu cái trong chóng tre ấy nhỉ. À, con này nhìn giống cái con không người lái ở cái tàu T2 anh em ạ. Trên con tàu Elizabeth ấy. Đấy, nhìn rất là giống nhưng mà con ý nó màu trắng, con này nó màu đen. Đúng không anh em? Đấy, bây giờ mình mới để ý nha. À thôi, mình quên mất mình có súng phóng lựu nhỉ. Thôi đi lên hỗ trợ anh em tí. Úi dồi ôi. Còn gì không còn lại còn đúng bạn ngầm với lại bạn Massachusetts ạ. Đam bạn Massachusetts cũng to đấy. Cũng đau đấy. Đây rồi, ra hỗ trợ anh em luôn. Nãy là mình tưởng là mình không có cái việc gì đấy, cho nên là lái con ý cho anh em xem thử tí cho đỡ buồn. Ôi thằng Massa nó có phóng lựu mà. Nó có ngư lôi mà. Tại sao lại không ra hỗ trợ? Ôi giỏi ôi. Đấy thì như mình đã nhận định rồi đấy, anh em mà có muốn chống được lại meta của cái tháng này chỉ có mang tàu ngầm thôi. Chỉ có tàu ngầm thôi thì nó mới có thể chống lại được. Chỉ cái anh em lặn xuống nó mới không làm gì được thôi. Nó nổi lên rồi đúng không? Go. Ui, nó có nổi đâu. Giỏi rồi. Tưởng nó nổi lên cho à. ZHXX. Con này không có pháo này. Tất cả đều là tên lửa. Nó đều là diệt hạm hết anh em nhé. Con ZHX này. Khéo khi ông ngầm bên mình toang ấy chứ. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Úi dồi, bạn ấy mồi rồi. Thế này thì hợp lý, hợp lý. Úi dồi, dồn cho cá chết luôn. Trời. Dồn cho một cái chết luôn anh em ạ. Khủng bố. Rồi mình sẽ đi test làm lại trận nữa anh em nhé. Đang cái đà hăng máu. Thành phố bị lãng quên. Cái con CH4 này nó là full tên lửa. Đấy, con cường kích cũng là full tên lửa luôn. Con H8 cũng là tên lửa. Đấy, nhưng nó có thêm một cái nó gọi là cái quả bom ấy, bom rơi thôi. Anh em mà trang bị như thế này thì đúng có thể nói là chỉ đứng từ xa mà bắn thôi. Đứng từ xa bắn mà lộn thôi. Nếu mà bị lộ tầm nhìn sớm thì anh em lại toang. Nếu mà có góc bắn thì anh em lại ngon. Đấy. Con nào cũng chơi kiểu dạng spam tên lửa hết. Ở trận này thiếu mất 3 người rồi anh em ơi. Được cái trận đầu ngon trong trận này thiếu người luôn ạ. Nó khắm thế nhỉ. Ôi, cái map này thì chắc là phải tung hết hỏa lực đi chiến đấu luôn. Mình nghĩ là sẽ không có cái quãng thời gian chờ đâu. Định mang con tiêm kích đi check đấy. Tình hình này chắc là không ăn thua. Còn là ZHXX này thì nó là tất cả tên lửa hết. À, nhưng mà chết cái là nó lại chỉ có 2 chiếc thôi. Quy mô phi đội chỉ có 2 chiếc. Kể nó có 3 chiếc thì nó lại mạnh quá. Đấy đi. Mogami. Đó, làm cái thôi. Chơi tạm nhẹ bạn thôi. Cấu được có 72.000 máu à. Đâu có được bao nhiêu đâu. Bạn tàu sân bay ở phía sau là bạn nào nhỉ? Cái tên lửa ở gần phía cuối này này, cái tên lửa số 4 này này thì nó lại phải vào gần bắn được anh em.
Hình như là con này là tàu sân bay T2 đúng không anh em? Mình nhìn như là tàu sân bay T2 ấy. Mình check lại xem nào. Ôi đúng rồi. Tàu sân bay T2 thì chơi cái gì hả rồi? Thôi mình sẽ cho tàu đi lên thì vậy. Con này nó mang tàu sân bay T2 đi nhỉ? Cái này mình đéo chứ nè. Tưởng thế nào nó mang tàu sân bay T2 đi. Mà được, mình sẽ dí cho chết luôn. Đấy. Này bây giờ tàu sân bay T2 thì nó chịu làm sao được ta? Ồ, sao cái tem nó lỏn hết ta? Còn chết hết rồi. Còn chưa kịp làm cái gì luôn ạ. Đây đi. Lái cái này vào là đủ chết rồi. Cắm lọ thực sự luôn ạ. Ăn tạm được một mạng của bạn tàu sân bay T2. Ồ, nó chạy quá được kìa. Chúng ta sẽ chuyển sang chơi đồ 1 triệu. Đấy, con này này cũng na ná cho con H8 thôi. Có một cái dẫn đường với lại tất cả là tên lửa khóa. Lại nó chả có cái gì khác cả, pháo cũng không có luôn. Như là chơi full combo spam tên lửa. Không có gì khác cả. Bạn ấy vẫn gục ngã luôn. Thôi tầm này còn bạn này thì thôi không tính tiền. Một mình với bạn thì mình còn sợ, chứ còn đội mình giờ đông lắm. Mình không có ngán. Thôi mình đứng gần bạn nhất sao mà bạn không bắn mình nhỉ? Trận này có khi phải làm lại anh em ạ. Thằng kia nó mang tàu sân bay T2, nó lỏ quá. Không tính tiền. Nào, ra đây. Thỏ ra đây. Ăn mình đúng không? À nó không muốn ăn mình ạ. À. Hình như là nó muốn ăn thằng nào đấy ở phía sau mình. Ra tàu sân bay che luôn. Che luôn cho đồng đội. Đấy. Thế nó bị máu gì? Nó có khi phải đi làm lại anh em ạ. À. Trận này nó hơi khắm. Ôi giời, team mình có 2-3 người. Ôi giời. Bên kia thì 4 người. Nó làm lại như vậy cho nó đỡ lỏ á. Kiểm tra lại xem nào, có nên đổi sang cái rocket không anh em nhỉ? Đổi sang cái rocket này cho nó nhiều khi gặp con ngầm ấy mình đỡ sợ đi. Hai cái trận trước đã mang cái tên lửa Type 7264A cảm thấy nó hơi đuối. Đấy, nên đổi sang rocket test thử luôn. Tấm này về cuối gặp ngầm nhiều khi mình ít sợ lắm. Mang cái Type 7264A thì nó ghê, nó hồi lâu. Cái này thì nó hồi nhanh. Rút kinh nghiệm ngay, chúng ta sẽ đầu trận là cứ đứng từ xa bắn tên lửa. Ăn được thằng nào thì cứ ăn, thằng nào yếu máu là vã thằng ấy luôn. Mình cũng muốn test cho anh em xem luôn cái con tiêm kích ấy. Nhưng mà tại vì một số cái map nó sẽ không cho phép anh em test cái con tiêm kích gì đâu. Vì là nếu như mà test ấy, thì lúc quay về tàu thì chỉ còn có mỗi cái nịt thôi. Không có cái gì khác ngoài cái nịt cả. Đó, trận này Bắc Cực này có khả năng sẽ mang được tiêm kích đi này. Đấy, sẽ bắn cho anh em xem. Cảm giác bắn con tiêm kích này rất là sướng nha, tại vì là nó bắn bằng laser. Đấy, bắn cái tên lửa không đối không ấy, bất kể nó có mồi được hay không là dí laser kiểu gì cũng chết. Mình đứng chỗ này nghe hơi toang nhở. Đây, trước mặt mình ở ngay cái góc 12 giờ này có một khe hở đây này. Nghe hơi ghê nha. Rồi mình sẽ phải bay chêm vào cái khe này luôn. Ấy, pháo nó bắn sang rồi. À, chúng ta sẽ sang cho nó end game sớm này. End game sớm chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây. End. Xấy đi. Ui, sao hỏa lực nó mạnh thế. Ui, hỏa lực nó mạnh thế này thì thôi chịu. À, Hàng Châu à. Vâng, có bạn Hàng Châu à. Ôi, đã có tàu khu trục phát à. Và những cái thành phần như này là phải hạ sớm. Thằng nào vừa bắn vào tao đấy. Sorry. Em ấy bố láo chứ nè. Được. Nếu bạn cảm thấy có khả năng, bạn cứ sang đây. Mình tiếp hết. Mình tiếp bạn hết. Nha, mình tiếp bạn hết. Nào, bạn giỏi bạn nhảy vào đây. Lúc này thấy bạn khổ báo lắm cơ mà.
Rồi thôi, mình sẽ đứng ở phanh ở đây luôn đi, chỗ này là an toàn rồi, không có nguy hiểm gì thôi. Rồi gặp mấy cái ông khứa Trung Quốc này sao tên dài thế à rồi. Có thể anh em không vã thằng CL2004 này à? Nó thơm như mũi mít này này. Thế trời ơi, tầm này mình vào được thế rồi, mình không có sợ đâu. Ui dồi, ui dồi, giáp thế. Giáp thế à rồi. Thôi, chúng ta sẽ chuyển sang cường kích vã tiếp. Thằng nào đây? Thằng nào đây? Mày là thằng nào? Mày là thằng... Ô. Cúi xuống như thế mà vẫn dính hả? Cố cúi xuống để né cái tảng băng nó không né được. Thôi cho này chết luôn đi. Ok anh em. Anh em bắn rất là hay. Còn thằng nào nữa không? Thiết giáp à? Thế lúc nãy thì đứng bắn mình mạnh mẽ lắm cơ mà. Hả? À, bạn nghĩ ăn được mình à? Bạn nghĩ là bạn ăn được mình đúng không? Bạn nghĩ là ăn được mình đúng không? Thôi em tạt té rồi, ăn quả thế rồi. Giờ em lại chơi đồ 1 triệu. Em lại chơi đồ 1 triệu. Khả năng để cho thằng Mitsuri nó sống anh em ạ, tí nó xử nó sau nó mới sướng. Tí nó xử nó sau đi. Mitsuri nó không có khả năng nó gây nguy hiểm cho mình. Đấy, giờ mình cứ thích thế này đấy. Rồi anh em tem mình thấy đứng be cho mình nha, nhiệt tình quá. Mình ngại quá anh em ạ. Úi trời ơi, ngại quá anh em ơi. Chuyển sang cường kích chơi tiếp. Con này nó toàn tên lửa mà. Anh em san là kiểu 5 ăn 5 thua, một phát dính là dính hết. Anh em bắn luôn từ sớm nha. Ló một con mồi thì nó vẫn sẽ kịp hồi lại một lượt nữa cho anh em. Đấy, nó mồi rồi đấy. Đấy, thì bây giờ anh em bắn tiếp này. Đúng theo giao án của mình luôn. Còn cái nệt. Đấy, con này nó toàn tên lửa mà. Nó bắn cho một cái này còn mỗi cái nệt. 10 giây của bạn là không đủ. Rồi, mình sẽ đi về thôi. Yếu máu rồi. Mình không tham nữa. Được. Mình còn cái gì không nhở? Không còn cái gì anh em ạ. Mình còn con không người lái hay là con bomber là mình sang đây mình giúp thằng này ngay đấy. Mất cả cường kích luôn ạ. Ê, nó mình lỏ chứ nè. Tem mình cũng quẳng đủ tỏi hai ông rồi. Kinh quá nhỉ, tầm cầm một tàu khu trục bắn nghe mày ngon phết đấy nhỉ. Rồi mày cứ đợi đấy nhá. Khả năng mình phải đi. Ôi, bạn hình như lại không có bằng lái à? Có chết rồi, thế này là không có bằng lái rồi. Không có bằng lái rồi. Ôi, em tạt té. Đâu rồi, thằng Hàng Châu đâu rồi? Mày nghĩ mà ăn được tao á? Bắn tạm cho hai quả dọa cái này. Đấy, mồi gấp. Trả mồi gấp chứ nị. Bạn có biết đây là meta của cái gì à? Biết đây là meta của cái gì à? Thằng Hàng Châu này mồi với chúng tôi này. Tôi cứ thích dí bạn bằng chết thì thôi đấy. Thôi. Ta té. Ôi trời ơi. Khổ chưa? À, thằng kia nó chết rồi. Thằng thiết giáp nó chết rồi anh em ạ. Giờ mình quay lại mình chơi kiểu này cho nó nhục. Chơi kiểu này cho nó nhục anh em ạ. Mày cũng phải dí tao đúng không? Mày dí tao đúng không? Giờ tao chơi kiểu này tao dí mày luôn này. Úi trời ơi anh em ơi. Cảm giác nó phẫn nộ nó nổi lên anh em ạ. Vâng, cũng chơi tạm được. Ấy ra cũng level 59, vâng, cũng ghê. Nhưng mà không ăn thua, tưởng thế nào. Nó vào cái ông thiết giáp kia còn định đứng bắn mình chứ nè. Cái ông này tên Trung Quốc dài thế không biết. Quả đấy mình hết tiêm kích, hết cường kích rồi. Thì còn nếu mà còn cường kích thì mình cũng vã được đấy. Nhưng mà còn mỗi con CS1 thì mang sang bắn không được cái kin nào. Đấy thì vừa rồi mình đã review cho anh em xem qua về cái bộ trang bị vũ khí của cái Pass tháng 8. Bao gồm luôn cả con CS4 anh em nhá. Đấy, nạp gói luôn đấy. Nói chung là khá là mạnh đấy. Cái combo này thì anh em cứ phân chia tên lửa ra hợp lý. Đội bạn rất là khó đỡ anh em ạ. Meta bây giờ thì phòng không nó yếu mà.
Rồi và cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong cái video sau.